Phương Nhi làm khán giả Campuchia, Philippines mê như điếu đổ. Chipu được khen hết lời khi tham gia game show mới ở Trung Quốc. Bác Ba Phi hình tượng vàng có phải bị Trấn Thành phá hỏng? Có thật không Lisa Blackpink đang ở thành phố Hồ Chí Minh? Làm vợ tỷ phú có dễ dàng không từ góc nhìn nghệ sĩ? Sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Khán giả Campuchia, Philippines mê mẩn vẻ đẹp của Phương Nhi. Á hậu Phương Nhi tham gia cuộc thi Miss International 2023. Cô nhận được sự chú ý và ủng hộ không chỉ từ người hâm mộ trong nước mà còn từ cộng đồng quốc tế. Bộ ảnh của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Phương Nhi thể hiện sự xuất sắc trong bức ảnh glam shot, khoe làn da trắng sáng và vẻ đẹp ngọt ngào. Phương Nhi chọn cách tạo dáng nhẹ nhàng và sang trọng, đầy tự tin và quyến rũ. Những bức ảnh của Phương Nhi luôn có lượng tương tác đáng kể và hàng nghìn bình luận khen ngợi, bao gồm cả những fan quốc tế đặc biệt từ Campuchia và Philippines. Phương Nhi được công bố dẫn đầu về số lượng bình chọn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên trang chủ của Miss International 2023. Ban tổ chức MI 2023 tin rằng cô có nhiều khả năng để lọt vào top 15 cuộc thi. Cô đã tham gia nhiều hoạt động tại Nhật Bản trong cuộc thi. Sự hút hồn và nổi bật của Phương Nhi tại Miss International 2023 đã thu hút sự quan tâm của khán giả và họ kỳ vọng cô sẽ tạo nên kỳ tích trong cuộc thi. Chipu được khen hòa nhập nhanh khi tham gia game show mới ở Trung Quốc. Chipu xuất hiện trong chương trình Xin Chào Thứ Bảy, game show nổi tiếng tại Trung Quốc cùng với nhiều nghệ sĩ khác như Amber, Ngô Hân, Trương Lăng Hách, Kim Tĩnh. Chương trình này có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc và phát sóng lần đầu vào tháng 7 năm 1997. Chipu tự giới thiệu bằng tiếng Trung lưu loát và tham gia các thử thách. Một trong những thử thách cô phối hợp với Trương Nhan Tề để hiểu ý đồng đội bằng cách sử dụng cử chỉ thay vì từ ngữ. Chipu đã tận dụng cơ hội này để diễn tả các từ khóa một cách xuất sắc và Trương Nhan Tề đã đoán đúng hầu hết các từ mà đồng đội mô tả. Sau màn chơi, Nhan Tề không tiếc lời khen ngợi đồng đội của mình và nhấn mạnh sự hiểu biết về ngôn ngữ của Chipu. Tham gia thành công game show làm cho nhiều người hy vọng sẽ thấy Chipu tham gia nhiều chương trình nổi tiếng hơn, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở quốc tế. Cô đã thể hiện khả năng thích nghi và tương tác tốt với các nghệ sĩ Trung Quốc. Trấn Thành diễn thành công hay phá hỏng hình ảnh bác Ba Phi? Đất Dương Phương Nam ra mắt từ ngày 16 tháng 10 và mặc dù Trấn Thành chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng nhân vật bác Ba Phi do anh thủ vai đã thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ trước khi phim ra mắt. Nhân vật này gây tranh cãi trong cộng đồng, trên các diễn đàn và nhóm thảo luận về phim. Từ khóa bác Ba Phi đã trở thành đề tài, được quan tâm hơn cả nhân vật chính. Nhiều người đã bày tỏ sự khó chịu đối với cách diễn xuất của Trấn Thành và cho rằng nhân vật bác Ba Phi trong bản điện ảnh không trung thực với hình tượng truyền thống của bác Ba Phi trong văn hóa Nam Bộ. Trấn Thành đã mang phong cách và diễn xuất cá nhân và nhân vật, khiến bác Ba Phi trở nên lạ lẫm và xa cách với khán giả. Câu thoại của nhân vật như dân mình hiểu đất mình, dân mình yêu đất mình, đất trời sẽ che chở chúng ta đã khiến bác Ba Phi trở nên nặng nề và quá lý thuyết như một diễn viên đang trình diễn. Bác Ba Phi nổi tiếng với cách diễn đạt, dí dỏm, gần gũi và thuyết phục. Tuy nhiên, việc bác Ba Phi nói quá nặng nề trong bản điện ảnh khiến nhiều người cho rằng điều này vượt quá giới hạn hài hước và trở thành một sự cạnh tranh. Nhiều người cảm thấy rằng cách tiếp cận này hoàn toàn trái ngược với tính thẳng thắn và phóng khoáng của bác Ba Phi trong nguyên tắc và trong phiên bản truyền hình. Trở nên lạ và xa lạ với nguyên mẫu của bác Ba Phi, Trấn Thành đã nhận được nhiều chỉ trích từ khán giả. Tuy nhiên, cũng có ý kiến ủng hộ Trấn Thành trong việc làm mới nhân vật. Một số cho rằng phim Đất Rừng Phương Nam là phiên bản dựa trên tiểu thuyết, do đó nhân vật không cần phải giống với nguyên tắc. Nhiều người tin rằng mọi diễn viên có cách tiếp cận và hiểu về nhân vật một cách riêng biệt và nhân vật phụ không nên tạo được cảm xúc quá lớn để không làm mất đi sự tập trung và nội dung phim. Trấn Thành cũng từng chia sẻ rằng anh muốn mang sự sáng tạo vào nhân vật bác Ba Phi của mình và không muốn chỉ lặp lại những gì đã có. Anh nói tôi hy vọng rằng phiên bản của tôi sẽ mới mẻ hơn và không chỉ xoay quanh việc đùa nói và kể chuyện như trước, mà còn có nhiều khía cạnh khác. Tôi mong mọi người sẽ yêu thích nhân vật này. Trong buổi ra mắt phim tại thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Mạc Can, người từng đảm nhận vai bác Ba Phi trong phiên bản điện ảnh trước đây, đã lên tiếng ủng hộ quyết định của Trấn Thành. Ông cho rằng Trấn Thành còn trẻ và có những cách tiếp cận riêng và người nào có thể nắm bắt cơ hội thì đừng giữ lại.
Lisa Blackpink đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh được cho là của nữ ca sĩ Lisa, thành viên của nhóm Blackpink tại Việt Nam, đã xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 17 tháng 10. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các fan và cộng đồng mạng. Trong đoạn clip ngắn, Lisa được quay lại khi cô cùng người thân đang mua sắm tại một trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô ăn mặc giản dị, đeo chiếc túi Celine để tóc buông tự nhiên. Một fanpage của một cửa hàng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ hình ảnh của Lisa tại cửa hàng cùng với dòng trạng thái khen ngợi. Họ cũng chia sẻ hóa đơn mua sắm được cho là của Lisa và người thân. Tuy nhiên, do sự phản ứng của cư dân mạng và người hâm mộ, fanpage đã xóa bài đăng liên quan. Lisa sinh năm 1997 tại Thái Lan, là thành viên nhỏ tuổi nhất của Blackpink. Cô nổi tiếng với đĩa đơn La Lisa, phát hành vào tháng 9 năm 2021 và đã đạt kỷ lục nghệ sĩ nữ đầu tiên bán được hơn 736.000 bản đĩa đơn trong tuần phát hành tại Trung Quốc. Bài hát La Lisa cũng mang về cho Lisa hai kỷ lục Guinness thế giới và giải video âm nhạc của MTV đầu tiên của một nghệ sĩ solo K-pop trong lịch sử. Cô là người đa ngôn ngữ, thông thạo tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Hàn cùng tiếng Nhật và tiếng Trung căn bản. Tháng 10 năm 2023, Lisa biểu diễn tại show thoát y Crazy House tại Paris, Pháp. Sự việc này đã gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ và người yêu nhóm nhạc Blackpink. Nhiều người lo ngại rằng sự việc này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Lisa và cả nhóm nhạc. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin của Data News ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé! Ca sĩ Hà Phương, làm vợ tỷ phú đâu dễ dàng. Hà Phương được biết đến là nghệ sĩ tài năng và là vợ tỷ phú chính Chu, tái xuất âm nhạc của MV Quen với cô đơn kết hợp cùng Trần Sang. Bài hát này đánh dấu sự thay đổi trong sự nghiệp âm nhạc của Hà Phương, chuyển từ nhạc dân ca và bolero sang nhạc trẻ thể loại ballad. Bài hát Quen với cô đơn không chỉ đại diện cho sự thay đổi âm nhạc mà còn thể hiện sự hào hùng và mong đợi của Hà Phương trong sự đón nhận từ khán giả. Nhưng điều đặc biệt là nội dung của MV chủ yếu dựa trên một câu chuyện có thật từ một người bạn thân tại Mỹ và dựa trên một ca khúc viết dựa trên câu chuyện thực sự của nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Câu chuyện về người thứ ba trong MV đặc biệt đáng chú ý vì nó phát hành trong bối cảnh có tin đồn về hôn nhân của Hà Phương với ông xã tỷ phú Chính Châu gặp khó khăn. Tuy nhiên, Hà Phương không coi việc sử dụng các tình tiết đời tư của mình làm cơ sở cho những cảm hứng nghệ thuật. Cô nói rằng, những tin đồn và thông tin sai lệch đã là phần của cuộc sống của họ và họ đã quen với nó. Hà Phương cho rằng, việc này đôi khi có thể tổn hại đến tinh thần của các con. Ngoài ra, cô đã chia sẻ về việc lo lắng cho tương lai khi các con bước vào đại học và sẽ ở xa gia đình. Cô khá lo lắng về việc không thể ở bên các con như trước. Tuy nhiên, cô tự hào khi thấy các con luôn hỗ trợ và quan tâm đến gia đình.